Hồ sơ cá sấu tập 33, Nguyệt và Lan bất ngờ phát hiện những bí mật. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ khi lên sóng cho đến bây giờ có rất nhiều diễn biến gây sốc và bất ngờ cho khán giả. Ngoài những nhân vật cụm cán liên quan trực tiếp đến hồ sơ cá sấu, còn có nhiều vấn đề chúng ta phải quan tâm xem sự liên hệ đó như thế nào thì còn có những nhân vật khác gián tiếp đụng vào hồ sơ cá sấu nhưng lại vô cùng quan trọng. Điều đầu tiên phải kể đến vợ chồng Hải Nguyệt, sau đó là Lan người yêu của Khánh Ma người đã bị mất mạng ngay từ tập đầu tiên nếu quý vị theo dõi kỹ từng chi tiết quý vị sẽ thấy nhân vật lan hiện đang bị nhiều đối tượng theo dõi rất gắt gao trong đó có quân của đặng trung trong một phần cảnh đã lên sóng tại nhà lan khi lan ngồi nhớ lại những sự việc trước khi khánh ma chết có để lại một cây bút vật mà khánh ma luôn mang theo người khi ở bên lan khánh ma cũng nhiều lần khẳng định cây bút là vật cực kỳ quan trọng chính vì thế lan đã mang ra xem sau khi suy nghĩ hồi lâu lan đã cầm kính lúp tìm hiểu trên thân cây bút và phát hiện ra có một dãy số, nghi ngờ đó là mật khẩu của một cái gì đó, Lan đã nhanh chóng tìm đến nhà Khánh Ma. Tại đây, Lan đã tìm lại khắp một lượt sau đó phát hiện phía trên trần nhà Khánh Ma đã giấu một quyển sổ nhật ký và một chiếc điện thoại. Khi Lan mở lên thì phát hiện điện thoại cài mật khẩu, nhớ đến dãy số bí mật ghi trên bút, Lan đã nhập vào, đúng là mật khẩu của điện thoại, trong đó có đoạn video liên quan đến bí mật của các quan chức tỉnh mà Khánh Ma lén quay lại. Ngoài chiếc điện thoại ra, Lan còn xem nhật ký của Khánh Ma và phát hiện thêm một điều thú vị ngoài sức tưởng tượng. Khánh Ma có một người con trai mà ông ta đi tìm suốt 21 năm cho đến lúc bị sát hại. Tuy nhiên việc này Khánh Ma đã giấu không cho Lan biết. Cùng với diễn biến đó, Đặng Trung cũng nhớ lại sự việc đã xảy ra. Khi Trung gặp Khánh Ma, Khánh Ma đã cho Trung xem chiếc điện thoại rồi Khánh Ma nói đây có thể là ngòi nổ quả bom, nó có thể nổ tung cái tỉnh này. Nghe Khánh Ma nói vậy, Đặng Trung nói, nhưng cũng có thể ông sẽ là người lĩnh đạt đầu tiên. Khánh Ma nói tiếp, tôi bị làm sao chính anh là người chỉ điểm, còn Đặng Trung thì phủ nhận chuyện đó. Đặng Trung nói thêm, tôi không dở hơi gì khi không lại đi cắt đứt nguồn tài lộc của mình. Ông đưa cho tôi, tôi biết cách khai thác nó để đem đến hiệu quả cho chúng ta. Nhưng Khánh Ma đã từ chối. Chính vì thế khi Lan đến nhà Khánh Ma đã bị Đặng Trung cho người theo dõi có thể Lan sẽ gặp nguy hiểm khi quân của Đặng Trung nhìn thấy Lan cầm theo đồ từ trong nhà Khánh Ma đi ra. Khi xem phân cảnh này, nhiều người cho rằng vợ chồng Nguyệt sẽ đến cứu bởi Lan là bạn thân nhất của Nguyệt. Chắc chắn Lan sẽ giúp Nguyệt lấy lại được những gì đã mất, cũng liên quan đến câu chuyện của Khánh Ma về đứa con. Thì Nguyệt cũng có những hồi ức liên quan đến mẹ của mình. Ngày còn bé, Nguyệt và mẹ cùng em gái tên Thu ngồi nói chuyện. Mẹ Nguyệt có nói về mặt trời tỏa sáng. Sau này, dù có thể mẹ không ở bên con, nhưng con hãy tin rằng sẽ có vầng mặt trời ấm áp luôn tỏa sáng và khiến con luôn hiện hữu lớn lên rồi con sẽ hiểu nhiều khán giả khi xem phân cảnh này đã có rất nhiều ý kiến thứ nhất mọi người luôn đau đầu đi tìm lời giải về đứa con của khánh ma khánh ma có ghi là con trai của ba vậy ai là con trai của khánh ma đây chính là câu trả lời hóc búa nhưng cuộc sống của khánh ma có liên quan đến nguyệt là sự thật bởi ngay trong bộ hồ sơ cá sấu còn có hình nguyệt trong đó được khánh ma đưa vào mà nguyệt không hiểu Tại sao? Duy chỉ có những giấy tờ liên quan trong năm về dự án Nguyệt cũng đã đưa cho cường chuột. Nguyệt và Khánh Ma có mối quan hệ như thế nào? Người con trai của Khánh Ma ấy là ai? Và liệu rằng đó có phải là con trai hay chính là Nguyệt mà Khánh Ma đã cố nói là con trai để có thể đánh lạc hướng điều gì đó? Tất cả sẽ có ở những tập tiếp theo của Hồ Sơ Cá Sấu phát sóng lúc 21h30 tối thứ năm thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh Tin tức 24h TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.